Năm 2018, ông Daniel Brink, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, từng chia sẻ về lần đầu tiên đến thành phố Cần Thơ và ông ấn tượng với trái xoài cát hòa lộc. Ông Daniel Brink cho biết là ông được mời ăn một trái xoài, đó là một trái xoài ngon nhất mà tôi từng ăn từ trước đến nay. Có thể nói loại xoài đó thuộc loại ngon nhất thế giới. Xoài cát hòa lộc là loại xoài ngon nước tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi trái xoài nặng trung bình 350 đến 450 gram. Khi chín vỏ xoài cắt hòa lộc có màu vàng nhạt, thịt quả màu vàng tươi ít sơ, rất thơm và ngọt. Có nguồn gốc từ xã Hòa Lộc, huyện Giao Đức, Địch Tường, nay đã đổi thành xã Hòa Hương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhưng nay xoài cắt hòa lộc được trồng ở nhiều nơi như Đồng Tháp, Hậu Giang và cả Biên Tre. Tại các khu chợ truyền thống, xoài cắt hòa lộc loại 1, 2 quả 1 kg được bán với giá 150 đến 160 000 đồng một cân, loại 2 khoảng 110 000 đồng một cân và loại 3 là 60 đến 80 000 đồng một cân. Tuy nhiên cũng có thời điểm giá xoài cát hỏa lộc rẻ từ 25 đến 40 000 đồng một cân tại các khu chợ. Hiện xoài cát hỏa lộc đã đạt chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Global Gap và xuất khẩu đi nhiều nước như Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Singapore, Đài Loan và Trung Quốc. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hàng rau quả ghi nhận kết quả cao nhất từ trước tới nay. Nhiều mặt hàng trái cây của Việt Nam đang ngày càng được khách hàng quốc tế ưa chuộng, trong đó có trái xoài. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu xoài của Việt Nam trong tháng 8 2023 đạt 6,13 triệu đô, giảm nhẹ 0,4% so với tháng 8 năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu trái xoài đạt 138,46 triệu đô, tăng mạnh 43,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 5,4% tỷ trọng, mức tăng trưởng của xoài chỉ xếp sau sầu riêng. Xoài được đánh giá là có tiềm năng xuất khẩu đến những thị trường khó tính, góp phần phát triển ngành nông sản của Việt Nam, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới, xoài Việt Nam đã được xuất khẩu đến 40 nước, trong đó có thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc chiếm gần 84,6%. Kế đến là thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản. Theo cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay diện tích trồng xoài cả nước là hơn 115.000 ha với sản lượng gần 969.000 tấn một năm. Các tỉnh có diện tích và sản lượng xoài lớn là Sơn La, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai, trong đó xoài được trồng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long với 49.900 ha. Tại Đồng Tháp, đến nay diện tích trồng xoài là hơn 14.000 ha với sản lượng gần 140.000 tấn một năm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu đô.